Sáng ngày 5 tháng 11 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều, Ban Liên lạc Hội đồng Hương Đông Triều tại thành phố Hạ Long đã đến thăm và tài trợ cho Quỹ khuyến học huyện với số tiền 10 triệu đồng. Về dự có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội khuyến học, đồng chí Lưu Xuân Giới, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo. Tại buổi gặp mặt, Ban Liên lạc Hội đồng Hương Đông Triều tại thành phố Hạ Long đã nghe báo cáo của Hội khuyến học huyện Đông Triều dưới sự lãnh đạo trực tiếp của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện. Hội khuyến học tỉnh Quảng Ninh, Hội khuyến học huyện đã chủ động kết hợp với các ban ngành đoàn thể trong huyện, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu và thu được những kết quả đáng khích lệ. Kết thúc buổi gặp mặt, đồng chí Trần Văn Vinh đã trao giấy ghi nhận tài trợ của Ban Liên lạc đối với Quỹ khuyến học của hội. Với số tiền trên, hội quyết định trao quỹ học bổng cho 50 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi vào dịp kết thúc học kỳ 1 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.